Hello, chào anh em. Sắp ra mắt con 4080 rồi và mình đã được hãng gửi thẳng trực tiếp từ bên ASUS Việt Nam đã gửi thẳng trực tiếp cho mình hai kiện. Hai kiện là còn nguyên băng dính các thứ và vận chuyển là DHL đây. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra cho anh em xem cùng khám phá xem là 4080 nhìn nó như thế nào. Hôm nay là mình có hai con luôn. Và ASUS có bảo mình là họ gửi là một con Rockchip và một con Tup. Thì mình cũng là may mắn là một người đầu tiên tại Việt Nam là unboxing con 4080 này. Mình nghĩ là cái hộp nhỏ này nó là con Tup rồi, thì mình sẽ mở hộp cái hộp nhỏ này trước nhé. Đợt con 4090 ra là mình chưa được mở hộp, thì lần này là 4080 về là mình đã được có luôn. Hộp nhỏ này nó lại là Rockchip anh em ạ. Ảo thế nhỉ. Đây. Đấy. Đây. Đó. Đây là hộp của con cạc đồ họa Rockchip 4080 phiên bản là 16G, và như con này chỉ có một phiên bản 16G thôi. Nhưng mà 3080 thì nó lại có hai phiên bản, đó là 10G và 12G. Không biết là sau 4080 thì nó có ra không phiên bản khác không. Đấy, bỏ con này xuống dưới nhá. Mở hộp nốt con này ra và mình sẽ unboxing cho anh em. Thực ra thì hôm nay là mình sẽ chỉ unboxing thôi, bởi vì là anh em đã biết là 4080 hiện tại trong cái thời điểm mình quay phim này là chắc chắn là sẽ trước cái thời điểm mà anh em xem video, thì cái thời điểm bây giờ là nó chưa có gì nhỉ, nó chưa có driver, nên là bây giờ anh em cắm vào không thể mà chơi game được và không thể test được, nên là đấy thôi, chỉ show ngoại hình cho anh em xem thôi. Bật mí về giá chút nhá. Giá của con 4080 Rockchip này nó khoảng con này khoảng trên 40 triệu. Còn con 4080 Tup này nó rơi vào khoảng dưới 40 triệu, loanh quanh tầm 36 triệu thì phải, nếu mình nhớ không nhầm. Tầm đấy, nhưng mà chưa có giá chính xác lắm. Anh em cứ chờ khi nào mà nó thương mại thì nó sẽ có giá chính xác. Và không biết là anh em nghĩ sao về cái mức giá mà ASUS họ đưa ra là khoảng trên dưới 40 triệu, loanh quanh trên dưới 40 triệu. Thì không biết là anh em đánh giá sao. Hiệu năng thì chưa bàn đến nhá, nhưng mà giá bán thì mình thấy là nó cũng hơi cao đấy. Không biết là anh em nghĩ sao. 4090 thì nó là tầm trên 50 rồi, trên dưới 50. Chỉ có một cái mã rẻ nhất của 4090 nó là khoảng 4 mấy. Nhưng mà đại khái là con Rockchip của 4090 nó tầm trên 50 rồi. Đây là con Tup nha. Ui, 4080 mà to thế nhỉ. Mình thấy nó còn to ngang với con 4090 mình vừa mới lắp. Đây là mình mở một con Tup ra cho anh em xem trước nhá. Đây là chỉ nói về qua chút về ngoại hình thôi. Đây là cái mặt trước của nó, và mặt trước thì vẫn giữ theo cái truyền thống 3 fan của dòng Tup. Tuy nhiên đấy, cái dòng Tup mới này mình thấy nó đẹp hơn hẳn cái dòng Tup cũ. Mình nhìn nó ít chi tiết hơn, nó đỡ bị rườm rà hơn. Anh em nhìn thấy này, các cái đường nó đã làm phẳng này và tinh tế hơn, và mình nhìn nó ít bị kiểu cắt xẻ. Và đây vẫn là ba cái fan công nghệ Asiatech của ASUS. Đây, công nghệ Asiatech đặc trưng. Và ba cái fan này thì mình thấy là đường kính rất là to, mình nghĩ là nó sẽ rơi vào khoảng trên 9cm với ba cái fan này. Đây là cái mặt dưới thì chúng ta có một cái hớt sinh rất là dày luôn. Đương nhiên rồi, với những cái dòng 40 như thế này thì tản nhiệt phải rất là tốt thì mới đủ cân cho con này được. Và đây là cái mặt mà khi chúng ta sâu ra ngoài, khi mà cắm vào cây ấy, thì có chữ Gearfox RTX rất là to này, logo Tup đặc trưng này, và cái hớt sinh ở đây cũng rất là dày. Và cái cổng cấp nguồn là cổng 16 pin, vẫn là dùng cái cổng cấp nguồn giống như là 4090 và 3090 Ti, vẫn là cái nguồn này. Và sắp tới thì mình nghĩ là các hãng nguồn họ sẽ tập trung làm thêm cái dây riêng cho cái đầu cấp nguồn này,
để tối ưu hơn về mặt thẩm mỹ. Đó, đây là cái mặt backplate. Backplate thì mình thấy là chắc là họ làm hở như thế này để cho tối ưu về phần nhiệt độ, chứ mình nghĩ là nếu như mà họ làm kín hết tất cả, họ kín hết tất cả thì trông nó sẽ đẹp hơn. Làm hở thế này thì mình không thích lắm, không thích cái phần hở này lắm. Còn lại thì cũng rất là ok. Đây là cái mặt gáy của nó, thì anh em có thể thấy là đây, đây là các cổng kết nối, thì chúng ta có hai cổng HDMI và ba cổng DisplayPort. Và con này thì vẫn theo truyền thống của Asus, đó là làm bằng thép không gỉ 304. Anh em không sợ gỉ sét sau một thời gian dài sử dụng. Đó, đây là con túp anh em nhá. Đây, sâu lại một lần nữa cho anh em xem về cái mặt chính của nó, mặt ba fan. Rất là đẹp. Đó, bây giờ thì mình sẽ mở hộp con Rockchip. Rockchip thì chắc chắn là nó sẽ đẹp hơn là con túp rồi. Và mình sẽ so sánh cho anh em xem là tương quan kích thước giữa cả con Rockchip và con túp này. Cách mở hộp xem ạ. Rồi. À đây, con này mở như này. Đó. Đó. Ui, đẹp thế nhỉ. Con này, con này nhìn nó thì to hơn rồi. Đó. Để hết xuống dưới. Wow. Anh em nhìn này, vẫn là theo cái thiết kế mới của dòng Rockchip, rất là vuông vức. Anh em nhìn vuông như cái bếp ga luôn. Và đây vẫn là ba cái fan công nghệ Asiatech. Tuy nhiên thì để xem nào. Ồ, hai con này cũng gần bằng nhau đấy. Con Rockchip nó chỉ dài hơn một chút so với con Túc thôi, dài hơn một tẹo thôi. Còn lại thì mình thấy là hai con cũng khá tương đồng với nhau. Và kích thước fan thì cũng giống nhau. Fan thì chắc cũng phải tầm trên 90 rồi, chứ không thể nhỏ hơn được. Và Rockchip thì nó vẫn thiết kế theo hai cái tông màu rất là đặc trưng của Asus, đó là màu đỏ này và một cái màu xanh tím như này. Đó. Và khi mà anh em cắm lên ấy, thì sẽ có một cái giải LED ở cái cạnh viền xung quanh này này. Đấy, và có dòng chữ là Republic of Gamer, rất là đặc trưng của dòng Rockchip. Và đây là mình xem cái cạnh hông của nó xem nhá. Cạnh hông của nó thì chắc chắn là cái đầu cấp nguồn thì vẫn giống như là con túp rồi. Xem nào, có chữ GeForce RTX này, cái chữ Republic of Gamer, cái này thì khả năng là nó sẽ phát sáng đấy. Cái này nó sẽ phát sáng LED RGB. Và cái hất sinh của con này nó khác với ở con túp anh em nhé. Hất sinh của con này nó thiết kế kiểu phẳng hơn này. Đấy, chứ nó không bị vát chéo giống như là con túp. Đó, trực quan cho anh em xem luôn. Còn mặt backplate thì mình thấy là nó đẹp hơn hẳn rồi. Đây anh em có thấy là so sánh giữa hai con này. Cái con túp này là nó bị hở cái phần cuối quá nhiều. Còn Rockchip thì người ta đã thiết kế rất là khéo, có nghĩa là người ta không để hở hẳn ra mà người ta làm dạng kiểu dạng mành lưới như thế này. Và cách điệu cái logo Rockchip thì anh em nhìn nó sẽ liền lạc hơn. Trong toàn bộ cái thiết kế mặt backplate trông nó liền lạc hơn rất là nhiều. Và vẫn có một cái logo Rock cách điệu rất là to ở đây. Đẹp anh em ạ. Nói chung là Rockchip thì không bao giờ làm chúng ta thất vọng về thiết kế cả. Và cái mặt gáy thì chắc chắn là vẫn giống với cả con túp rồi. Vẫn là ba cổng DisplayPort và hai cổng HDMI. Đấy, vẫn là thép không gỉ 304. Đó, như vậy là hôm nay là mình đã mở hộp nhanh cho anh em xem qua về hai con 4080. Đấy, 4080. Nếu mà trong video mình nói bị nhầm 4080 hay 4090 thì mong anh em thông cảm nhá. Vì là dạo này hay bị nghịu hai con này lắm. Đấy, ok. Nếu mà anh em nào mà có muốn build PC cùng hai con này thì có thể liên hệ với mình, là sắp tới là mình cũng sẽ về hàng hai con này bản thương mại. Và giá thì chắc chắn là sẽ có một cái giá rất là tốt cho anh em mà đặt hàng trước và liên hệ trước và muốn build PC với con này. Còn hiệu năng thì chúng ta phải chờ xem là sau cái ngày ra mắt là ngày 15 tháng 11 này, để xem là cái hiệu năng của nó sẽ như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ là với cái mức giá cao như thế này thì chắc chắn là hiệu năng phải cao hơn là 3090 Ti rồi. Chứ nếu như mà thấp hơn 3090 Ti thì rất là khó cho 4080. Đó, ok, như vậy là xong anh em nhá. Đấy, hai con càng rất là đẹp. Rồi. Rồi. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.